Di đeo, chất ti trong nước ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào? Sáng 17 tháng 10, trả lời đe, ban đại diện cư dân khu thị trấn Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết, vào tối qua, đơn vị có buổi làm việc với các bên liên quan về việc nước sạc sẽ không tính tiền cung ứng cho cư dân nơi đây có mùi hôi tanh, dẫn đột. Tại buổi làm việc, giám đốc công ty nước sạc sẽ phát dân thừa nhận xe bồn chở nước sạc sẽ không tính tiền là xe chở tét nước tưới cây xanh. chiếc xe bồn hôm qua chở nước có mùi là xe của bên chủ đầu tư Mường Thanh, xe này chuyên chở tét nước đi tưới cây xanh ở khu thị trấn Kinh Cô Thanh Hà Hà Đông. Vì vậy, khi chở nước sạc sẽ, do không thao rửa kỹ nên mới xảy ra sự việc trên, đại diện cư dân Linh Đàm cho hay. Sáng 17 tháng 10, người dân khu Linh Đàm lấy nước sạc sẽ không tính tiền từ xe bồn của ban quản lý nơi đây trực tiếp chở về vị đại diện cho biết, khi nhận được thông tin nước có màu và mùi lạ, đơn vị lịch sự tận nhà máy cung ứng nước để kiểm tra thì thấy nước tại đây không bị ô nhiễm. Nguyên nhân được xác định là do tét nước không được vệ sinh thao rửa. Cũng theo vị này, hiện nay việc cấp nước cho cư dân hiện có các xe của ban quản lý, ban đại diện dân cư và cổ chủ đầu tư. Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng số 17/10, người dân khu Linh Đàm xuống lấy nước từ xe bồn chở nước không tính tiền của ban quản lý đưa về. Tuy nhiên, các cư dân cho biết họ vẫn cảm giác không an tâm về chất lượng nước của xe bồn mang đến. Có người nói rằng qua kiểm tra chất lượng nước không tính tiền do xe bồn chở đến không đảm bảo vệ sinh. Vì vậy, tôi cũng chỉ dám dùng nước này để vệ sinh, tắm rửa chứ không dám ăn uống, bà Nguyễn Thị Hoa, cư dân tòa bờ chia sẻ ngày 16 tháng 10, ông Nguyễn Văn Tốn tổng giám đốc công ty nước sạc sẽ xong đà ký văn bản thông báo tạm dừng cấp nước để thao rửa bể chứa, xúc xả cục bộ tuyến ống. Người dân có thể đến 4 địa điểm nhà máy nước sạc sẽ để lấy nước và các phổ biến cư, tòa nhà có thể đăng ký với đơn vị cấp nước. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân trong khu thị trấn Linh Đàm, các xe chở nước không tính tiền từ nhà máy nước sạc sẽ phát dân đến đây có mùi hôi tanh, dẫn đục màu vàng. nước đục và có mùi tanh, tôi đang nghi ngại nước bị nhiễm bẩn do bồn nước không được xúc rửa sạch sẽ, bởi xe này giống như xe đi rửa đường, chị Khánh đi 27 tuổi, trú tại Ba Bờ, chia sẻ.